Xin chào tất cả các bạn đang có mặt trong video của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là Ngọc Huỳnh. Hiện tại thì mình đang có các lớp thư pháp ở tỉnh Thái Bình và ở trên Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận. Thì hôm nay thì mình làm video này để muốn giới thiệu và hướng dẫn cho mọi người cách chọn bút viết thư pháp Việt. Thì đầu tiên thì mình xin giới thiệu qua những cái đồ dùng cơ bản để học viết thư pháp. Thì đầu tiên khi mà học viết thư pháp thì mình cần có một số vật dụng như sau. Đầu tiên là bút lông. Đây thì bút lông thì nó có nhiều loại. Thì thường thì bút lông mua về nó sẽ có cái nắp đậy như này. Và bút sẽ rất là cứng đầu, tại vì nó sẽ có một cái lớp keo để bảo vệ. Thì để viết được thì mình ngâm qua nước, ngâm qua nước cho lông nó mềm đây. Đây thì bút lông. Có bút xong thì chúng ta cần có mực. Đây là mực. Mực thì ta có thể sử dụng mực nhất đắc hoặc là một số loại tốt hơn. Đây mình có một cái loại tốt hơn. Đây cũng là nhất đắc nhưng nó là cái loại nó đặc hơn. Tiếp theo thì sẽ phải sử dụng giấy. Giấy thì mình có chuẩn bị đây cho các bạn xem. Thì đây là một loại giấy tập. Còn tìm hiểu về sâu hơn thì ta sẽ có nhiều loại giấy khác, thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong các bài khác. Thì cái tiếp theo là cái nghiên. Đây, hiện tại thì mình có một cái nghiên như này. Đây, nghiên như này, đây là nắp đậy. Sau đó thì ta cho mực vào đây và ta sẽ lấy mực ở đây và viết. Đấy, thì ngoài những cái nghiên có những hình thù đẹp như này thì ta cũng có một vài cái nghiên nhỏ về để cho hỗ trợ mình trong quá trình học. Mỗi một cái vật dụng nhỏ này thì đều có một cái tác dụng riêng. Ngoài ra thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm một số vật dụng cơ bản khác, ví dụ như mực thỏi. Mực này thì có thể để mài. Để mài thì giúp cho cái chất lượng mực của chúng ta sẽ tốt hơn. Bởi vì thường thì bây giờ là mọi người hay sử dụng cái loại mực lọ bơm thế này. Tiếp theo thì chúng ta có thể sử dụng lên một cái ống đựng bút đây để cho mình có thể bảo quản bút được tốt hơn. Ngoài ống đựng bút thì ta có giá đựng bút. Đây là một cái giá đựng bút. Đây, thì cái giá, những cái vật phẩm này thì các bạn có thể mua theo cái địa chỉ mà mình đã hướng dẫn các bạn trong trang cá nhân hoặc là trong cái nhóm học online của mình. Thì ngoài ra thì còn có để chặn giấy. Đây là đôi chặn giấy, thì các bạn có thể để chặn giấy này để cho mình viết nó có thể được chắc chắn hơn. Tờ giấy nó được cố định thì mình viết nó sẽ không bị trạch. Và một vật phẩm nữa thì cái này có thể tạm gọi là cái mảnh quản bút. Thì những cái vật dụng này thì ta có thể cho bút vào đây. Đấy, ta có thể cho nhiều thêm và ta cuộn vào. Và chúng ta đem đi viết ở các địa điểm khác thì chúng sẽ bút sẽ được bảo quản tốt hơn. Ngoài ra thì nó sẽ cần con dấu. Thì hiện tại thì mình sẽ sử dụng cái dấu máy này thôi. Thì cái dấu máy này nó có đặc điểm là nó sẽ sử dụng nó nhanh hơn. Thì các bạn có thể sử dụng dấu đá hoặc là dấu gỗ. Đây thì nhìn chung thì nó có những cái vật phẩm cơ bản như vậy. Đây còn một là cái gác bút nữa. Này, cái gác bút này để đây. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn về một số bút để viết thư pháp chữ Việt. Thì để viết thư pháp chữ Việt thì đầu tiên chúng ta cần phải chú ý là cái lông bút. Lông bút thì để viết chữ Việt theo lối viết viên bút của mình thì thường lông bút nó sẽ là nó ngắn hơn. Đấy, nó sẽ ngắn hơn bình thường. Đây thì các bạn có thể tham khảo một bút viết chữ Hán thì đây rất là dài. Tất nhiên ta không so sánh về kích thước mà có thể cái này nó cũng rất là to nhưng mà nó sẽ lông nó sẽ ngắn khoảng đến đây thôi. Thì là thường thì những cây lông ngắn thì sẽ viết nó dễ hơn, đấy là thường. Còn các bạn phải quan trọng về cái chất liệu của cái lông bút nữa. Thường ở đây thì mình có thể sử dụng cái lông là nó đàn hồi, nó thu bút tốt hơn. Thì nói thì như vậy nhưng mà để chuyên dụng hơn thì mình có thể đi hỏi và đặt mua luôn một cây, nó tên là cây Hero.
Đây cây đang mình đang cầm gọi là cây Hero. Thì những cây này thì nó cũng chỉ khoảng 20.000, mua rất nhiều nơi có bán. Thì cái cây này thì biết cái kích thước nó vừa, cỡ chữ nó vừa, chữ trung nó vừa. Đây thì bút tiểu thì mình hay dùng cây con cỏ. Đây là cây con cỏ. Đấy. Thì hoặc có thể mình sẽ dùng thêm một số loại như là cây xà cừ. Đây, đây là bút xà cừ. Cái độ đàn hồi của nó rất là cao. Đấy. Thì mình giới thiệu qua cho tất cả các bạn về bút viết thư pháp theo cái lối viên bút của mình. Tại sao mình lại phải làm video như này? Tại vì thực ra thì bút thì nó có rất nhiều, nhưng mà để viết theo một cái lối nào đó thì nó cần một số bút nhất định. Thì hy vọng các bạn hãy nhớ tên để các bạn mua. Đây là bút Hero, bút con cỏ, và đây là cây xà cừ. Thì ba cây này là mình hay dùng nhất. Chúc tất cả các bạn thành công. Xin chào.